Xin chào bạn. Thì bố của bạn thì 60 tuổi mà đã mổ sỏi thận 3 lần, mà 3 lần đều mổ mở vì cái viên sỏi kích thước lớn trên 2 cm, và sau mổ thì bị tái phát trở lại. Và hiện nay thì thận đang bị giãn, đài bể thận và chức năng thận có suy giảm. Thì cái tình trạng của bố của bạn đó thì chắc chắn là ông bị một cái tình huống rằng là cái sự bài tiết đào thải cái chất canxi trong nước tiểu của ông là nó tăng cao. Chính vì vậy là ông bị cái tái phát sỏi liên tục, mới có 60 tuổi mà đã mổ sỏi 3 lần. Như vậy thì để mà có thể phát hiện được những cái nguyên nhân cụ thể mà nó làm tăng cái đào thải nước canxi ở trong nước tiểu mà là cái nguyên nhân gây sỏi thận của bố bạn đó, thì tốt nhất là chúng ta nên đi đến các cái cơ sở khám chữa bệnh để các bác sĩ sẽ có nhiều cái biện pháp mà đo lường để xem coi có những cái rối loạn trong cái chuyện bài tiết chất canxi ra trong nước tiểu hay không, để mà có cái biện pháp mà ngăn ngừa cái viên sỏi nó tái phát trong tương lai một cách hợp lý hơn. Đôi khi cũng không kiếm được những cái nguyên nhân gì, thì cái cách mà chúng ta cố gắng để giúp cho cái viên sỏi mà nó chậm phát triển lớn ra là bằng cách là uống thật là nhiều nước. Mỗi ngày phải uống làm sao cho cái lượng nước tiểu mà đi tiểu ra ít nhất là khoảng phải 1,5 lít nước tiểu mỗi ngày, thì chúng ta sẽ điều chỉnh cái lượng nước uống nó phù hợp. Tuy nhiên là trong cái trường hợp của bố bạn đó, thì hiện nay thì cái sỏi nó cũng tái phát trở lại rồi, thì chúng tôi khuyên rằng là nếu mà có điều trị đó thì chúng ta cố gắng tìm những cái biện pháp điều trị ít xâm lấn để nó đỡ làm tổn hại cái nhu mô thận, để cho cái chức năng thận nó không có suy giảm nữa. Vì nếu mà ông có sỏi thận tái phát nhiều lần mà lại còn bị suy thận nữa, thì cái cách điều trị càng về sau này nó lại càng phức tạp cho ông. Về chế độ ăn đó, thì vì ông hiện nay là cũng đã có thận bị suy yếu rồi, thì cái chế độ ăn quan trọng nhất là chúng ta phải hạn chế ăn mặn. Những cái món ăn đó thì có thể nêm muối mắm, nhưng mà khi mà ở trên bàn ăn thì chúng ta không có chấm thêm muối mắm ở trên bàn ăn nữa. Và cái chế độ nêm thì nó cũng nêm vừa phải, đừng nêm quá đậm. Ngoài ra thì cũng hạn chế ăn các chất đạm. Hiện nay đó thì y học cũng chưa có những cái viên thuốc nào, những cái loại thuốc nào mà có thể làm chậm cái quá trình hình thành sỏi, ngoại trừ một số loại sỏi đặc biệt thôi, chẳng hạn như sỏi acid uric do cái bệnh gút nó gây ra, thì có thể dùng cái thuốc để nó làm hạn chế hoặc làm tan được những cái viên sỏi nhỏ, sỏi acid uric nhỏ. Chứ còn những cái sỏi khác thì hầu như là y học hiện nay chưa có bất cứ một cái loại thuốc nào có thể giúp làm chậm phát triển cái viên sỏi một cách thật hiệu quả hoặc là làm tan được cái viên sỏi. Mong rằng là cái câu trả lời của tôi giúp được em nắm được thêm về tình trạng bệnh của bố và biết được cái cách mà chăm sóc theo dõi sau này cho cái tình trạng sỏi thận của bố em. Xin cảm ơn em.